Thưa quý vị, chiều qua ngày 5 tháng 9, Hoa hậu Kỳ Duyên một lần nữa khiến khán giả bất ngờ với gương mặt lạ lẫm khi xuất hiện trong một buổi giao lưu trực tuyến. Mặc dù đưa ra lời giải thích là bị sốt dẫn đến sưng mặt, nhưng có vẻ điều này chưa làm thỏa mãn sự tò mò của dư luận. Dù người đẹp chưa từng bao giờ nhận mình đã can thiệp giao kéo để thẩm mỹ, nhưng hình ảnh của Kỳ Duyên từ khi đăng quang đến giờ quả thật là đã thay đổi khá nhiều. Xin mời quý vị xem đoạn clip tổng hợp của chúng tôi sau đây để xem gương mặt Kỳ Duyên đã thay đổi thế nào trong thời gian 2 năm vừa qua. Khi đăng quang tháng 12 năm 2014, Hoa hậu Kỳ Duyên đã bị chê là không đẹp so với các á hậu, dẫn đến nghi vấn mùa giải. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng như chính Hoa hậu khẳng định hình ảnh xấu kia phần lớn là do lỗi trang điểm khiến nhan sắc của cô trông già đi. Sau ngày đăng quang, Kỳ Duyên biết cách trang điểm phù hợp hơn với gương mặt tròn trịa, sống mũi cao tạo cảm giác rất hiền dịu. Điểm trừ duy nhất trên gương mặt cô chính là cặp mắt cách nhau quá xa. Chính Hoa hậu Kỳ Duyên cũng thừa nhận đó là điều khiến bản thân cô tự ti nhất. Đến tháng 4 năm 2016, Kỳ Duyên gây bất ngờ khi xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt thon gọn, đặc biệt là chiếc cầm nhọn v thời thượng, khác xa hoàn toàn với lúc đăng quang. Mà dù không thể phủ nhận sự thay đổi này giúp Kỳ Duyên đẹp hơn, nhưng cũng vì thế mà tin đồn Hoa hậu phẫu thuật thẩm mỹ cũng được lan truyền. Người đẹp gốc Nam Định nhanh chóng phủ nhận tin đồn giao kéo và cho rằng gương mặt thon gọn là nhờ cô bấm huyệt làm giảm bớt mỡ ở cằm. Cô cũng cho rằng đây là hình thức làm đẹp mới, không cần đụng chạm dao kéo. Tuy nhiên, cộng đồng mạng cũng nhanh chóng tìm thấy bằng chứng kỳ duyên làm đại diện hình ảnh cho một thẩm mỹ viện cùng các dịch vụ thẩm mỹ cô đã thực hiện. Và giờ đây, sau hơn một tháng ở ẩn vì biến cố hút thuốc lá nơi công cộng, hoa hậu kỳ duyên tái xuất với gương mặt sưng phù, đôi môi dày mọng hơn và khuôn miệng bị đơ. Nhiều người cho rằng có thể người đẹp đã áp dụng phương pháp tiêm chất làm đầy để đạt được khuôn mặt như ý tuy nhiên cả hoa hậu và người quản lý đều cho biết cô bị sốt mấy ngày nay nên mặt bị sưng